Lời đầu, Chef xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 5, em xin lại giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Pioneer. Mô đen của nó là CND110. Đây là dòng đầu đọc đĩa CD và đọc đĩa laser. Đấy. Đĩa laser là gì? Đĩa laser là dòng đĩa đầu tiên được phát hành để xem hình nhé. Đấy, và nó đi trước dòng đĩa DVD, VCD. Đấy. Nó có khổ lớn là 30 nhé. Đấy. Sau đó người ta cải thiện là chuyển sang dòng đĩa VCD, sau đó rồi DVD, rồi lại F. Đấy. Đĩa Blu-ray đây. Và chiếc đồ này về thì trong tình trạng chỉ đọc tốt đĩa laser thôi, còn đĩa CD không đọc, cho nên em chỉ bán chức năng đọc đĩa laser. Và nó có cái size ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 12 cm và chiều sâu là 41 cm, và nó nặng khoảng 7 kg. Dòng đầu đời mới thì sử dụng chip rẻ mã 1 bit cho chất âm là tương đương 20 bit ạ. Đấy. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần đây là phần ngoại hình. Em quay chậm để cho bác nhìn. Và đây nó có một cái vết xước rất là mờ này. Đấy. Nhìn nghiêng thì mai mới thấy được, kỹ mới thấy, bình thường không thấy nhé. Đấy. À, cạnh đây cũng có cấn nhẹ. Đấy. Còn lại thì khá là đẹp ạ. Đây có trời, đây là phần rắn xi cơ nhé, rắn xi có trời. Đấy. Ở bên này cũng khá là đẹp nhé, cạnh này, bên trên đây, trên đây có xước nhẹ đây, đấy. Ở đây có chảy đây, đấy, còn lại thì khá là đẹp nhé. Phía sau, sau có chảy đây. Model của nó là CND110, điện 100V, công suất là 32W và series của nó là KE100-4272. Đấy. Và chiếc đồng này thì có hai đường tiếng ra này. Đấy. Trên và dưới này 1 và 2 này, hình cũng đấy 1 và 2. Và có một đường cổng quang ra. Đấy. Để cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Quang này quang ra nhé các bác nhé, lưu ý giúp em. Đây, toàn bộ ốc là ốc bọc đồng. Và sau đây em xin vài phút để mở phần nội thất bên trong ra để các bác quan sát nhé. Mở phần nội thất ra. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc đồ này còn khá là mới á. Máy móc là dùng nguyên bản đúng nhé. Đây nó còn sử dụng con chip rẻ mã đây, SM58040 nó làm đây. Đấy. Tụ toàn bộ tụ nọc của Ela thôi. Đây em mở đĩa ra để quan sát. Đấy. Đây. Đây toàn bộ tụ keo la. Đây nữa, đây tụ Luchicom. Đấy. Dòng đầu đời mới mà nên là còn khá là mới ạ. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần vận động của chiếc đầu này để các bạn được thưởng thức. Dòng đầu laser này thì nó có tốc độ quay rất là cao, rất là mạnh để nó chạy được đĩa lớn ở đĩa 30 cm mà. Thế nên là các bác phải để trên cái mặt phẳng cố định vững chắc để đầu nó chạy được ổn định. Đấy. Đây, em test đĩa laser đây. Và em kết nối mấy chiếc tivi ở phía sau. Đĩa laser vào thì nó không nhận bài nhé. Đấy. Nó chỉ giữ lại thôi, còn đĩa nào không nhận nó sẽ đẩy ra ngoài, còn khi nào bấm play thì bắt đầu nó mới chạy nhá. Này. Chiếc đầu này nó có chức năng chọn bài này,
Rồi next bài tôi đi thầy đủ hết. Nhìn phía sau. Quan sát giúp em. Đọc rất tốt. Thank you.
em xin phép được dừng video test tại đây. Thì ở trước đầu này nó chỉ chức năng đọc đĩa là ra thôi, thì bên em bán với giá là 1 triệu đồng, em bao với ship toàn quốc cho bọn nào chuyển đủ tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số thoại là 0907 23 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và gặp lại video sau ạ.